Trường hợp tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn cách thức để các bạn làm cái giảm giá. Đấy là trong cái giảm giá hàng bán ấy thì bao gồm cả cái hàng giảm giá, các cái hàng mình bán ra từ kho và một cái phần nữa là cái phần giảm giá cái dịch vụ. Thế thì ví dụ như đơn vị mình là một đơn vị cung cấp dịch vụ và khi ví dụ đây là một ví dụ cụ thể này. Thế trong trường hợp này khi chúng ta thi công công trình hoặc làm một dịch vụ nào đó như tổ chức sự kiện này phẩy này quảng cáo này cáo. Thế đây là những cái loại hình dịch vụ, có thể có rất nhiều cái loại hình dịch vụ khác nữa, nhưng mà ở đây thì trong cái trường hợp này khi thanh tra kiểm tra phát hiện chúng ta xuất hóa đơn quá giá trị thực tế, giá trị nghiệm thu. Ở đây là trong cái trường hợp này thì thường ấy, thường là chúng ta xảy ra mấy trường hợp này, các trường hợp sau sau sử dụng các dịch vụ khác như thầu phụ và xuất nhận hóa đơn từ thầu phụ quá giá trị nghiệm thu nên xảy ra trường hợp đơn vị cũng cũng xuất quá giá trị nghiệm thu. Thế thì ở đây ấy, cái trường hợp này thì có hai cái phương án mà bắt buộc phải điều chỉnh. Đấy là thứ nhất là điều chỉnh đầu vào. Thế cái thầu phụ thì thường chúng ta hạch toán là đầu thầu phụ này. Hạch toán này cụ thể là như nào? Nợ 154, phẩy nợ 133, phẩy có 331. Thế thì ở đây là cái phần này là phần bên phần mua hàng dịch vụ. Và ở đây tôi giới thiệu cho các bạn cái phần hạch toán giảm trừ doanh thu. Thu dịch vụ. Thì chúng ta đang làm phần bán hàng mà. Thế thì ở đây là giảm trừ dịch vụ thì chúng ta sẽ ghi nào? Nợ 511 phẩy nợ 333 phẩy có 131. Cái này là chủ đầu tư. Đây là chi tiết cho công trình nào. Thế thì chỗ này ấy, thì các bạn làm cái giảm trừ thế nào? Tức là khi mà giảm thì cắt giảm chừng nào thì chúng ta đã biết rõ cụ thể của cái phần giảm này rồi. Thế chúng ta vào phần bán hàng, chúng ta chọn giảm giá. Chúng ta thêm mới. Đối với một cái hàng hóa bình thường ấy thì chúng ta chọn hóa đơn. Các bạn nhé, chọn hóa đơn để chọn tất cả những cái loại hàng hóa nào và chúng ta chọn đối tượng cung cấp dịch vụ trước đấy và chúng ta chọn hóa đơn thì nó sẽ hiện lên những cái hàng hóa chúng ta bán. Nhưng ở đây trong này ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta có các cái đối tượng thế này như các cái cột tài khoản thế này. Ví dụ như đối với trường hợp là hàng hóa ấy, thì nó phải bao gồm cả cái số lượng đơn giá và thành tiền. Thế thì bên cái phần hóa đơn nó cũng thế, nó đầy đủ các thông tin. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì cái vấn đề nằm ở chỗ là đối với cái trường hợp mà dịch vụ thì chúng ta không cần cái mã hàng. Không cần số lượng, không cần đơn giá thì chúng ta làm thế nào? Ví dụ ở đây chúng ta chọn cái này thì rõ ràng nó ra kho, nó ra mã hàng bình thường đúng không? Nhưng ở đây chúng ta không không dịch vụ chúng ta không theo dõi những cái này. Ví dụ số lượng thì các bạn bổ sung thì nó nằm đây.
Nhưng mà cái phần này đối với dịch vụ chúng ta không cần, chúng ta kích chuột phải giữa màn hình, chúng ta chọn ở hiện cột, chúng ta bỏ mã hàng đi. Chúng ta bỏ cái số lượng đi, đơn giá đi, thành đơn vị tính đi. Rồi, ok, các bạn cũng kho, các bạn cũng bỏ luôn. Thế thì phục vụ mục đích gì? Ở đây chúng ta ghi rất rõ ràng là chúng ta giảm giá. Nội dung à, nội dung nhá. Nội dung là giảm giá trị doanh thu công trình. Và cái điều này đương nhiên là tài khoản các bạn định khoản vào là cái tài khoản là cung cấp dịch vụ. Tài khoản có nó là 131. Thành tiền là ví dụ như chúng ta giảm trừ mất 15 triệu. Thế thì ở đây chúng ta như thế nào? Cái đối tượng này này, các bạn chọn đối tượng ở đây là cái đối tượng này nhá. Để nó giảm trừ đúng công nợ cho cái đối tượng này. Và cái khoản mục chi phí ở đây các bạn không cần, mà các bạn phải khai báo vào, ví dụ giảm cái giá trị của công trình 1, các bạn chọn đối tượng tập hợp chi phí. Trong trường hợp mà các bạn không theo dõi theo công trình hoặc là những đơn vị kinh doanh dịch vụ là thông thường không có đối tượng tập hợp chi phí, gọi là kinh doanh dịch vụ hoặc thương mại mà không liên quan đến giá thành thì cái đấy không cần chọn. Tiếp theo ở đây chúng ta thấy này, cái này chúng ta cũng bỏ đi. Thế thì ở đây nó chỉ có thế này thôi. Tiền thuế này, tài khoản thuế giá trị gia tăng nó chính là giảm cái đầu ra các bạn nhé. Ta chúng ta nhập vào nó là đây là cái hóa đơn chúng ta xuất giảm. Bắt buộc chúng ta phải làm như này cho nó mới là hợp lý. Đây. Đấy. Thế thì các bạn chỉ cần lưu số liệu thôi. Cái này nó không liên quan gì đến giá vốn, cũng không liên quan gì đến cái gì cả. Và nó định khoản như này. Thì các bạn như thế là ở đây nhá, cái trường hợp này là chúng ta đã nhận cái hóa đơn. Có nghĩa là chúng ta đã có hóa đơn. Đã có hóa đơn ghi giảm. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất là rõ ràng. Chúng ta hạch toán thế này thì nó sẽ đảm bảo một cái là sẽ ghi nợ tài khoản 333, ghi nợ tài khoản 511 và giảm trừ công nợ cho cái ông này. Đấy. Ok các bạn nhé. Chúng ta đã xong cái phần giảm giá cho dịch vụ.